Sáng nay, Trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Tham dự có ông Lê Minh Đức, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Lê Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các thế hệ giáo viên của trường. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam và báo cáo những thành tích nổi bật của nhà trường trong năm qua. Với bề dày truyền thống 63 năm hình thành và phát triển, Trường Chính trị Phạm Hùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức viên chức ở địa phương về lý luận chính trị, hành chính, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Năm 2023, trường tổ chức 45 lớp đào tạo bồi dưỡng với hơn 3.300 học viên, hỗ trợ các sở ban ngành tỉnh mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên môn cho gần 400 học viên. Chất lượng giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học của trường ngày càng nâng cao. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, Trường Chính trị Phạm Hùng khen thưởng cho 2 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm học 2022-2023.